Xin chào Xuân Hương, năm nay 54 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Bắc Ninh. Hôm nay chủ đề là về chất xơ cực kỳ thú vị. Câu chuyện về sử dụng chất xơ của bản thân cô, của các thành viên trong gia đình cô. Đó là bản thân cô thì những vấn đề về đại tràng và dạ dày. Ngày xưa thì cũng rất là khốn khổ, và cái việc mà đi vệ sinh thì nó cũng cứ nó không cố định trong một cái giờ, khung giờ trong ngày đâu, nó đi cũng cứ loạn lên. Mà cái khi mà đi á, thì phân nó ra nó cũng không không nó cũng không có khuôn, nó cũng không được, tức là lúc thì nó thế nọ, lúc thì nó thế kia. Thế nhưng mà từ khi mà có chất thì tuyệt vời, đó là cái việc mà cái nhu cầu đi cái cầu đi ấy á, nó không tức là nó rất là ổn định trong một khung giờ, từ 5 giờ là phải đi, dù bất thời tiết nào, trời rét cũng phải chui ra khỏi chăn. Đấy, thế là cái bản thân mẹ là bản thân mình sử dụng chất xơ này, và mình cũng cảm thấy gọn gọn, đặc biệt là mình cảm thấy gọn gọn, bớt bụng đi, và cảm thấy nó rất là nhẹ nhõm luôn, rất là khoan khoái, rất là nhẹ nhõm. Nên sáng ra là cứ cả gia đình nhà mình mỗi người đều làm một ly sơ buổi sáng để thanh lọc cơ thể. Đặc biệt là bạn bạn nhỏ nhà mình á, bị táo bón, mà mọi người hình dung là bạn ấy bị táo bón mà bạn ấy đi đi cầu á, bạn cứ đứng bạn cứ đứng nhong nhóng, người bạn ở trong trong nhà vệ sinh không biết bao nhiêu lâu. Thế, thỉnh thoảng hé cửa vào bảo sao con lâu thế, hé cửa vào cứ đứng. Đó, rất là sợ đi ngoài. Nhưng mà khi mà từ khi dùng chất xơ thì bạn ấy lại nhẹ nhõm, bạn đi lại dễ dàng hơn, và cái thời gian đi nó nhanh hơn, đó rất là gọn nhẹ hơn. Thì và đặc biệt là bạn ấy hấp thu được, ngày xưa thì cứ gầy 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 đấy, và bạn ấy hấp thu được dinh dưỡng ấy, khi mà làm thành thanh lọc đường ruột ấy, tăng cái hệ vi sinh đường ruột, thức ăn cho lợi khuẩn ấy. Thì các bạn biết không, là gần đây vừa mới hôm nay cân thì bạn ấy lên được hôm nay là lên ba sáu rồi, bạn ấy lên được rất là nhiều cân từ khi mà sử dụng chất xơ đến bây giờ. Thậm chí là bảo bây giờ chết rồi, không cẩn thận ăn thì ăn tốt, hấp thu tốt thì bụng bắt đầu là lại có hiện tượng là có bắt đầu có ngấn rồi, còn ngày trước thì cứ nhàng 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 đó, ăn bao nhiêu nó cũng cứ đi đâu ạ. Đấy, thì đấy là một cái điều rất là tuyệt vời với bạn nhỏ nhà mình. Thế còn xã nhà mình á, xã nhà mình thì bị bệnh gút và có tiểu đường. Thế ngày trước ấy, cũng phải nói thật là ngày trước thì anh ấy dùng cái sơ của Amway, viên nó to bằng cái cúc áo, cũng 30 viên một hộp, với thậm chí là hơn, đắt hơn cả cái sơ của mình. Thế nhưng mà từ khi mà có chất sơ này, lúc đầu anh cũng bảo ôi giời, dùng cái kia viên mình nhai nó gọn nhẹ hơn. Xong rồi mình mới bảo là anh uống cái này sáng ngày ra anh uống, đằng nào anh phải uống nước, thì anh cứ uống cái này, anh cứ thử xem, anh cứ thử cảm nhận xem. Thế là anh ấy dùng mấy ngày thôi, anh ấy bắt đầu anh bảo công nhận dùng cái này thích hơn. Thế là anh cứ dùng miết thôi đó. Và mình mẹ mình, bà ngoại đấy, mẹ mẹ đẻ mình á, thì lúc đầu về nhà mình, cái thời gian năm ngoái dịch dã về nhà mình mới bảo mẹ uống cái này rất là tốt cho tiêu hóa. Mẹ mình uống, mẹ mình bảo ôi giời, nhạt tuyệt. Mình mới bảo mẹ cứ uống đi, nhạt. Bởi vì nó không có đường. Mình trêu mẹ mình thế. Mình mới bảo là nhạt là vì nó không có đường, bởi vì nó là cái hương vị rất là tự nhiên, hoa quả, từ mình mới phân tích cho. Nên là mẹ mình dùng có mấy ngày sau, mẹ mình bảo đấy, thế là thích, thế là cứ dùng, lại cứ dùng miết luôn. Lúc đầu kêu là nhạt, không có cái vị gì đấy. Thì đấy là cái câu chuyện về cái việc sử dụng chất xơ của bản thân mình và các thành viên trong gia đình mình. Các con gái như mình ở ngoài Hà Nội cũng cũng vậy, và đặc biệt là cái chất xơ này nó còn làm cho đẹp da nữa. Khi mà đào thải độc tố ra thì ví dụ con gái lớn của mình á,
da dầu mụn, da dầu mụn đó. Thì từ khi mà sử dụng chất xơ này thì cái việc mà nó đào thải được ra, mặt mũi da rẻ bây giờ nó sáng lên và nó nhẵn nhụi khác hẳn luôn các bạn ạ, rất là tuyệt vời đó. Hai cô con gái mình ở ngoài Hà Nội thì mình cũng các bạn đi về thì bạn lấy ra, mà các bạn không về được thì mình cũng lại đặt hàng, mình gửi cho các bạn ấy cả viên, cả bột, cả xơ, cả tảo đó. Nhà mình wellness có cái gì nhà mình dùng hết, dùng hết. Đó là cái câu chuyện của Cảm gia đình ơn mình cô có hồ rồi. sơ của cô ở đấy không cô? À đây, hồ sơ của mình đây rồi. Quên từ nãy giờ. Dạ, Đây rồi. sao mọi người xem hồ sơ của cô có khác hồ sơ của mọi người không mà sao mà diệu kỳ thế? Đây hồ sơ của mình này các bạn này. Tuyệt À, hai mẹ con vời. nhà mình, hai mẹ con nhà mình dùng này. À, và mình đánh dấu số ngày. Đấy. Dạ. Đấy, bởi vì hai mẹ con dùng mà thì cứ trung bình hai mẹ con mình là nếu mà ngày mà dùng một lần thì khoảng nửa tháng hết một hộp này. Thế nhưng mà dùng hai lần tùy theo từng hôm có vấn đề, ví dụ đi ăn đi uống. À một điều nữa là rất tuyệt vời là cái hôm tổ mình liên hoan tổ hôm tuần trước ăn nhà hàng rất là ngon lành sạch sẽ, tức là nhà hàng có uy tín ở trong huyện Thuận Thành luôn. Thế nhưng mà không hiểu sao hôm đấy mình về mình bụng nó cứ inh ích, nó cứ đầy ứ đấy, nó cứ ứ, nó cứ đầy lên. Mình bảo quá hôm nay ăn uống cái gì sao lạ thế nhỉ, chả có cái gì là lạ cả, sao bụng dạ hôm nay nó làm sao. Thế là mình pha ly sơ các bạn ạ, mình pha ly sơ này. Thế là một lúc sau rồi nó tiêu, nó nhẹ, nó không còn đầy ứ lên nữa. Ôi, một cái điều rất là tuyệt vời, rất là biết ơn cái chất này, chất sơ này.